tối 3 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo giao thông, đại úy Tạ Xuân Hậu, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y24 chi 141 công an thành phố Hà Nội cho hay, tổ Y24 chi 141 đang tiến hành bàn giao hai siêu trộm cùng nhiều tan vật, ma túy, kiềm cộng lực, giam phá khóa xe máy cho công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý vụ việc. Thông tin ban đầu, vào 15 giờ chiều 3 tháng 11, tổ công tác đặc biệt Y24 chi 141 công an thành phố Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bà Triệu Trần Nhân Tông thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Quay mang băng kiểm soát 29 825. 96 lưu thông có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, quá trình kiểm tra, người điều khiển xe máy 29 825. 96 được xác định là Bùi Anh Quân 1983, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, còn người ngồi sau là Phan Thanh Tuấn 1983, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong túi gắn khóa bên phải của Phan Anh Tuấn có một giam phá khóa, một tay công có trục xoay và một hộp sắc màu xanh cam bên trong có lá thảo mộc. Tuấn khai lá thảo mộc đó là cần sa, còn những vật dụng khác là bộ đồ nghề chuyên để trộm cắp xe máy. quân cũng khai nhận, đồ dùng trên là chuyên sử dụng để phá khóa xe và cắt các cáp khóa xe máy để trộm xe. Đại quý tạ Xuân Hậu thông tin, ngay sau đó, cảnh sát đã áp giải hai đối tượng Bùi Anh Quân và Phan Thanh Tuấn, cùng toàn bộ tang vật cho công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.